tôi là kẻ từ miền xa chung dân, gặp xứ ngàn đội gió chiếc trở về đây làm chi, để kể cho bà nghe một câu chuyện. Ông nói chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con trai, chuyện thương đau của một kẻ đắng tình. Đêm qua tôi có về nơi nhỏ em cô, thì mới thấy rằng người con gái ấy đã xa. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi. Yeah.